đang cố gắng tìm cách để mà móc chi cáp vô. Xin chào tất cả các bạn và mọi người đã đến với kênh YouTube của mình nha. Thì hôm nay mình vẫn tiếp tục còn có mặt tại cầu Phong Châu, Phú Thọ để cập nhật những cái thông tin và những cái diễn biến mới nhất ngay lúc này để gửi đến mọi người xem ha. Thì trước tiên mình sẽ quay về cái phần trục vớt. Thì cái tiến độ trục vớt hôm nay thì mình thấy khá là nhanh các bạn. Và cái phần này là cái phần cuối của cái nhịp cầu phía bên Tam Nông ha. Thì hiện tại thì trên bờ mình chưa thấy xe cẩu di chuyển lại các bạn. Không biết là chắc có lẽ là anh sẽ di chuyển xe cẩu lớn hơn để cẩu một loạt lên hết ha. Và mình cũng hy vọng rằng khi mà cẩu hết lên cái nhịp cầu phía bên đây, mong là sẽ tìm được xe hoặc là những cái gì đó thêm và mới mẻ hơn đó các bạn. Thì mình cũng xin nhắc lại cái vụ việc sập cầu Phong Châu đến nay cho mọi người mới xem kênh của mình được biết rõ hơn. Còn như cô chú anh chị và các bạn xem video của mình bấy lâu nay thì mong là tua qua khúc này giùm mình nha. Thì cho đến thời điểm hiện tại, từ ngày sập cầu Phong Châu đến nay là đã cẩu được hai chiếc xe các bạn, là một chiếc xe ô tô và một chiếc xe gắn máy ha, cũng ngay vị trí này. Còn người thì vẫn là con số 4. Thì nếu mà có thông tin gì mới thì mình sẽ cố gắng cập nhật và truyền tải nhanh nhất để gửi đến mọi người xem. Mọi người xem video thứ hai thì đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người cùng xem để biết được những cái thông tin mới nhất ở cầu Phong Châu, Phú Thọ ngay lúc này ha. Còn về cái phía cầu phao thì mình cũng xin nhắc lại để cho cô chú anh chị ở gần khu vực Tam Nông, Phú Thọ, ai mà có muốn lưu thông qua đây để biết được cái khung giờ mà đi ha. Thì khung giờ hoạt động của cầu phao là từ 5 giờ sáng cho đến 9 giờ hàng ngày. Thì cầu phao sẽ dừng hoạt động ha. Còn đây là những cái sắt mà anh đã cố gắng đem, dùng 3 cẩu chữ A đem lên hết vào khỏi mặt nước rồi nè các bạn. Còn ở phía bên dưới thì mấy anh đang cố gắng tìm cách để mà cẩu cái nhịp lên tiếp theo. Mình cũng không biết là anh sẽ trang bị xe cẩu nào thêm. Thì hiện tại trên bờ thì vẫn chưa có các bạn. Đây, mình sẽ quay trên bờ cho mọi người xem. Còn đây là cái thùng mà xe công, cái video trước mình đã quay và đã đăng lên rồi. Thì cô chú anh chị nào ai chưa xem cái video đó thì có thể quay lại xem cái video đó ha. Thì bây giờ mình sẽ di chuyển qua bên Tam Nông để quay chi tiết hơn gửi đến mọi người xem. Khi mà di chuyển qua đây thì thấy mọi thứ các bạn đã được hai cẩu chữ A và đưa nâng nhấc lên rất là cao rồi nè. Và phía bên dưới đang cố gắng tìm cách để mà móc chi cáp vô. Quá chừng cái khi mà tời lên cái mặt nước như thế này thì nhìn cái đống sắt quá là kinh khủng khiếp rồi các bạn. Trong cái video mình có nói gì đó sai sót, mong là cô chú anh chị thông cảm vui lòng bỏ qua cho em nha. Giờ thì anh đã trang bị cái cẩu màu vàng anh chuẩn bị này các bạn. Đang dương cần này,
Mọi người có thể xem cái máy tời này, đang tời lên mà bị nhõng ben luôn rồi kìa. Đây, giờ mình sẽ quay lại cái bên dưới. Quá chừng luôn rồi. Còn cẩu thì đang dương ra này các bạn. Và cái vị trí ở phía trên bờ của máy tời mình thấy hôm nay khá là đông này, mọi người có thể xem này. Do là hồi nãy đứt cáp ở phía cái máy tời đó các bạn, nhưng mà mình cũng không quay được cái đoạn đó. Đây, bây giờ là tập trung ở đây hết rồi. Và cái phía bên dưới này các bạn, đây nãy anh kéo lên một cái một lượt lên hết, nhưng mà cái dầm cầu ở phía dưới nặng các bạn, không thể nào mà kéo lên được, đứt cáp. Đây, bây giờ là phần cẩu da còn đang móc chịu ở phía bên dưới này, còn ở phía trên bờ thì tất cả mấy anh đang ở tập trung đây hết để mà xử lý cái phần của cái máy tời đã bị đứt cáp. Còn ở phía bên dưới thì tiếp tục lại tìm cách xử lý. Quá khó thật sự các bạn. Đây là cái nhịp của phía bên Tam Nông, cũng là một phần cuối cùng của cái nhịp cầu đó ha. Trời ơi kìa. Bây giờ là anh đang tập trung sửa cái máy tời rồi các bạn ạ. Nãy bị đứt cáp này. Đang tập trung lại cái máy tời phía trên bờ rồi. Bây giờ thì phía trên bờ cố gắng tìm cách để mà xử lý, trước tiên là phải xử lý cái máy tời mới làm việc được các bạn. Không có máy tời ở phía trên bờ thì không có cách nào để mà tời lên những cái thanh sắt ở phía cái nhịp cầu phía bên dưới được. Mọi người có thể xem là bên dưới, là cái video trước mình quay cho mọi người xem là phía bên trong toàn là gác các bạn, với lại những cái nhịp cầu ở dưới nước. Còn bây giờ đã được hai cẩu cha tời hẳn lên bờ rồi, và bây giờ chỉ còn cách là cắt và cẩu lên ha. Thì bây giờ là anh sẽ trang bị cẩu lớn rồi để mà cẩu một hàng loạt lên luôn. Cần cẩu trên bờ thì cũng đã dương hết cần rồi. Và bây giờ thì cáp sẽ được thòng xuống này các bạn. Để chờ xem anh sẽ có cậu nổi lên một cái mảng to như thế này không các bạn. Đây, bây giờ mình sẽ dơm máy xa để cho mọi người xem được là cái cần sẽ dương hết cần sẽ dài như thế nào. Và bây giờ thì mưa cũng đã mưa luôn rồi các bạn, không biết là sao nhưng mà mấy anh vẫn đang tập trung hết vào cái vị trí ở phía trên này rồi nè.
không biết là diễn biến chiều nó sẽ ra sao và như thế nào thì mình sẽ tiếp tục cập nhật tiếp để cho mọi người biết được cái thông tin và những cái diễn biến hiện tại cầu Phong Châu ha. Khi mà mình tiếp cận nơi trục vớt và tìm kiếm nè các bạn, thấy những cái thanh sắt và đã được tời lên trên bờ khá là cao, phát khá là nhiều rồi nè. Khi mà lại gần tiếp cận thì nhìn thấy những cẩu chữ A khá là to này các bạn, và đã được tời lên, chắc có lẽ đây là những cái đoạn cuối của nhịp cầu này. Cẩu khá là nhanh do là trời mưa. Khi mà mình lại đây thì nói chung là mình cũng hơi ớn ớn á mọi người. Mình cũng không có dám tiếp cận gần. Mọi người xem này, nước nó còn chảy khá là mạnh này. Và giờ này thì mấy anh nghỉ hết, mình cũng cố gắng tiếp cận để quay chi tiết hơn cho mọi người xem biết được cái diễn biến hiện tại ở đây. Dù là cậu chữ A đã móc vô nè các bạn, thì khi mà mấy anh nghỉ làm việc thì mình mới dám tiếp cận là đây. Không phải là mấy anh không cho, rất là khó các bạn, không thể, không có ai mà tiếp tiếp cận đây được đâu. Thì mọi người xem này, còn ở phía bên dưới khá là nhiều này các bạn ơi. Cá Panama móc nó phía bên dưới luôn. Khi mà tiếp cận ở đây lại đây á, thì mọi thứ nhìn khác hẳn khi mà mình gom cái góc máy xa đó mọi người. Người gác nè vẫn còn ở đây mặc dù anh đã dọn hết rồi. Đây mình sẽ quay một vòng cho mọi người xem nha. Đây. Nhìn cái ba cái cẩu cha phía bên trên, mình cố gắng gom những cái góc máy như thế này để cho mọi người xem. Thì hồi sớm là anh đã dùng mọi cách để mà tời lên, nhưng mà vì do là trời mưa nên mình chỉ có thể giờ chỉ có thể vô quay cho mọi người xem được cái trực tiếp tại cái hiện trường như thế này. Thật chất là mình vô đây không phải là gì các bạn, nhưng mà nó có cảm giác gì đó sao sao mọi người, rất là mình rất là run sợ, có một điều gì đó mình cũng không dám là ngồi đây lâu luôn á. Nước nó chảy nè. Còn những cái nơi đây mà khối bê tông nó còn bám vô đó các bạn. Đây nè, ảnh chưa đục được nè. Cố gắng gom những cái vị trí này cho mọi người xem. Nhìn bây giờ thì chắc có lẽ là không biết ngày mai cái diễn biến ngày mai nó sẽ ra sao như thế nào đây mọi người, mình cũng chưa biết nữa. Thì mình sẽ cố gắng cập nhật những cái thông tin mỗi ngày để cho mọi người xem để biết được cái diễn biến hiện tại ở đây ha.
Thì trong cái video mình có nói gì đó sai sót, mong là các bạn như là cô chú anh chị thông cảm vui lòng bỏ qua cho em nha. Nhìn gác nó còn bám vô này các bạn, những cái chuối mặc dù là anh đã cố gắng đem đi ra ngoài một ít rồi đó, nhưng mà nước, do là nước nó cũng còn chảy, cây chuối nó sẽ tấp vô đây khá là nhiều. Bây giờ mình sẽ quay tổng quan cho mọi người xem được cái hiện trường hiện tại. Đây là cái sẽ cẩu lên hết, cái này là sẽ xong cái nhịp ở phía bên Tam Nông. Thì anh đã tời lên mặt nước hết. Cái này chỉ còn cắt xong cẩu lên các bạn. Cáp thì anh cũng đã, đôi khi những cái vị trí ở phía bên dưới cũng đã móc cẩu lên hết rồi. Đây còn những cái vị trí này, mọi người xem. Rồi bây giờ mình sẽ quay về cái phía cầu cho mọi người xem ha. Đây hiện tại thì xe đi qua lại rất là đông này các bạn. Giờ này là khung giờ cao điểm ha. Thì mình cũng xin nhắc lại một lần nữa để cho mọi người biết được cái khung giờ để mà lưu thông ha. Thì cầu phao sẽ được hoạt động từ 5 giờ sáng cho đến 9 giờ tối hàng ngày. Thì sẽ có cái thông tin gì về cầu phao mới nhất thì mình sẽ liên tục cập nhật để gửi đến mọi người xem ha. Còn đây là cái sắt mà mấy ngày qua thì anh cũng đã cẩu lên đó các bạn, ở cái nhịp cầu nằm dưới sông ha. Và những cái nào mà sắt thì anh sẽ để một đống như thế này, còn cái nào còn dính những cái khối bê tông anh sẽ để riêng một bên đây, bị khuất gốc rồi các bạn. Đống sắt khá là to này. Thì cái nhịp cầu này anh đã tời lên hết rồi, chỉ còn cắt cẩu lên nữa là xong. Và mình cũng mong là ngày mai mình sẽ ra đây để tiếp tục cập nhật cho mọi người xem. Mình mong là sẽ có cái diễn biến gì đó mới mẻ hơn để gửi đến mọi người xem. Thì mình ở hiện trường luôn luôn cập nhật những cái thông tin và truyền tải đi những cái thông tin mà ở đây sẽ diễn ra. Thì có lẽ là ngày hôm nay mình chỉ có thể là cập nhật được bấy nhiêu thôi các bạn, và mình cũng đã truyền tải cho mọi người xem rồi. Không biết là giờ này mình về có làm phim kịp không? Không kịp thì ngày mai, sáng ngày mai mình sẽ đăng sớm cho mọi người xem. Mong là mọi người hết sức thông cảm cho em nha. Còn bây giờ thì mình cũng xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn và mọi người trong những video tiếp theo vào ngày mai nha.